này vào nó thật là mấy uống đi say rồi đây mọi người, em đọc của mình mấy năm hôm nay mới gặp đấy, lâu lắm mới gặp lại anh luôn đấy. Nào nào anh ơi cho em xin ảnh nào. Xin phép chúc anh em Táo Đức với lại là Táo Xây Dựng là mời anh em một phát. Táo Đức với Táo Xây Dựng. Táo Xây Dựng. Rốt tốt rồi anh Hải, rốt anh Hải cái. Ôi anh Hải đã có rượu đâu. Rồi bây giờ là em uống như này thôi nha. Anh em ok uống bao nhiêu uống. Nhà Sapa rượu phát triển làm ăn phát đạt. Anh cảm ơn. Ngày đông khách, ngày đông khách. Ok. Ok nhá. Chúc mừng anh chị nhá. Chúc mừng anh chị. Anh em chúc anh em sức khỏe nha. Ok, cảm ơn anh em nhé. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này là để kết thúc cái chuỗi ngày tham dự sự kiện khai trương nhà hàng Sapa TV của anh Hải. Thì hôm nay là ngày thứ tư mình ở trên này rồi. Thì cũng rất là lưu luyến Sapa, cũng rất muốn ở lại thêm lâu nữa nhưng do công việc ở nhà không có thời gian nữa. Thì 4 ngày nhưng mà vẫn chưa review hết được tất cả những cái món ăn ở nhà hàng Sapa TV mọi người ạ. Nếu ai mà có lên du lịch tại Sapa thì hãy ghé qua nhà hàng anh Hải Sapa TV ở địa chỉ là 019 Hoàng Văn Thụ, cách nhà thờ đá là 200m và cách hồ tầm 50m thôi. Đấy thì anh đây. Giám đốc của nhà hàng Sapa TV, anh có gì muốn nói với lại khán giả không anh? Chào tất cả các bạn đang theo dõi của kênh Tuấn. Vâng. Anh Trần hôm nay có mặt tại Sapa TV và khai trương hôm qua. Rất là may mắn là được tất cả các anh em YouTube đến đây thưởng thức những món ăn đặc sắc ẩm thực Tây Bắc. Vâng. Bao gồm có cá hồi, cá tầm, lợn bản thắng cố, gà đen. Vâng. Ở đây có những cái đặc sản của khi mỗi khi đi tất cả các chợ phiên đều lựa chọn những cái món ăn ngon nhất ở tất cả các chợ phiên và đem đây áp dụng tại nhà hàng Sapa TV. Thì ở đây ngoài những cái món ăn ngon ra nữa thì còn được các em người dân tộc phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo. Mong rằng là tất cả anh em mong muốn đến nhà hàng Sapa TV hoặc là tìm hiểu thông tin về Sapa hãy liên hệ với Hạnh Trần theo số 0388485406 để được thưởng thức những món ăn ngon nhất từ nhà hàng Sapa TV và hỏi thông tin du lịch về Sapa như thế nào, cũng giống như là đặt phòng hay là thông tin du lịch như thế nào. Thì cảm ơn Luân đã cùng với lại đoàn đã đến ủng hộ cho Sapa TV và chia sẻ những thông tin của các bạn. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, chúc nhà hàng mình lúc nào cũng đông khách. Vâng. Thì bây giờ mời tất cả mọi người sẽ cùng theo chân mình lên dùng bữa cơm tại nhà Sapa ngày hôm nay. Thì chắc chắn là ngày hôm nay sẽ ăn khác với những ngày hôm khác rồi ạ. Đấy. Rất là cao và rộng mình nhá. Đấy thì bây giờ là mình hello. Ok nhá. Đây ăn cơm, lên cơm. Anh ăn đi anh. Ok. Ăn. Đó thì tất cả mọi người đang dùng bữa trên này. Hello, xin chào mọi người nhá. Đây, mình mặc định được ngồi bấm này rồi. Đấy. Thì bữa cơm ngày hôm nay rất là hoành tráng mọi người. Cá tầm, cá tầm. Cái đỏ là cá hồi. Lúc nãy là mình ngồi bấm là mình chưa kịp quay. Bây giờ mình cá hồi anh Hải muốn nó đi suối quăng ngoài con. Sao nghe quen quen nhỉ? Hấp dẫn mọi người này. Thì bữa ngày hôm nay là gồm lẩu này, cá hồi với cá tầm này, gà đen này. Và đây là một món ăn không thể thiếu trong tất cả những bữa ăn của nhà hàng. Đó là món thịt trâu gác bếp. Đấy, rất là ngon. Cương em có thể ăn thử một miếng cho khán giả anh xem không? Ok anh. Đấy. Cái này mà chấm cái gì nhỉ? Chẩm chéo anh. Đây, chẩm chéo đây. Không, đây này, chẩm chéo đây này. Đâu ạ? Đây. À, chỗ này. Đây nước sốt đúng không? Nước sốt. Nhìn ăn rất là ngon, mặc dù anh em mình là 4 ngày ở đây rồi. Bữa nào cũng phải dùng thịt trâu các bếp rồi. Món này
thích hợp cho những người thích uống bia uống rượu. Mình không nghiện bia nghiện rượu vẫn còn nghiện, chứ không phải nói là những người nghiện bia rượu đúng không ạ? Chị em phụ nữ rất là nghiện. Đấy. Thì châu rất là lạc, rất là ngon. Châu này thì người ta làm ra thì cho các bếp bắt buộc châu châu nguyên thịt bắp của châu thì mới làm được. Ăn thịt châu mà khỏe như châu vậy. Đấy. Tuyệt vời. Sau mấy ngày ở đây thì em có được rồi các bác. Sau mấy ngày ở đây em có cảm nhận về nhà Sapa như nào? Nói chung là trước tiên thì đến chỗ nhà anh Hải á, thì được cái sự lời mời của anh thì đến nơi là thấy là anh em tiếp đón rất nhiệt tình, ai cũng giao lưu cả các anh em kênh. Cái thứ ba nữa là các món ăn thì khá là tuyệt vời. Nếu mà đánh giá theo cái thang điểm thì nó ở thang điểm, nói chung là nó chưa phải xuất sắc nhưng mà nó cũng không phải là yếu kém, nhưng mà nó ở mức khá là tuyệt vời. Đấy, ok thì nói thế là để... đấy thì các bác nào mà đang du lịch ở Sapa thì có thể là ghé qua nhà anh Hải Sapa TV để trải nghiệm những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc mà anh Hải đã sau một thời gian anh ấy làm ẩm thực, anh cũng mang từ những trạng viên hoặc những bản nào đó để mang về nhà hàng để phục vụ tất cả mọi người đó. Thì đây món cá đen mọi người nhé. Thịt cá đen này thịt rất là chắc luôn. Đấy. Ông nghiện gì ông đi bà chủ cũng sang mời anh em. Thằng em này vào nó thật là mấy đã say rồi. Đây mọi người, em gặp mình mấy năm hôm nay mới gặp đấy. Lâu rồi mới gặp lại anh luôn đấy. Nào, cho em xin ảnh nào. Xin phép chúc anh em táo đức với lại là táo xây dựng là mời anh em một phát. Táo đức với táo xây dựng. Táo xây dựng. Rót rót anh Hải, rót anh Hải cái. Rót anh Hải đã có rượu đâu. Rồi bây giờ là em uống như này thôi anh em. Ok uống bao nhiêu uống. Nhà Sapa rượu phát triển làm ăn phát đạt. Anh cảm ơn. Anh đông khách, đông khách. Ok. Ok nhá. Chúc mừng anh chị nhá. Chúc mừng anh chị. Anh em chúc anh em sức khỏe nha. Ok, cảm ơn anh em nhá. Rồi anh em xô vào đây. Video về cắt ảnh. Nào, mời chúng ta. Ok chưa? Ok. 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 Thôi anh em mình ngồi ăn đi. Ăn đi. Buổi sáng không ngồi ăn không chưa. Không qua rồi. Em
người ơi, đã yêu thì xa mây núi cùng qua ơi. Chào anh nhá. Dùng tiếng đàn bắt đầu em tới bên đấy tiếng lượn dắt đôi người thương rằng hồi tung còn năm nào anh có được anh bán đi cho tình thần ở vì nó ơi. Đường cái quan dân tới vài em chưa thành, đường lan bằng đá xanh núi biển nhá. Chào anh ạ. Từng đầy chim gần con tiêu đỏ. Chào anh nhá. Thôi rồi rồi, phanh. Áo bảo ơi, phanh. Đi tắt rồi ok, quay em một tí. Chờ áo bảo ơi, chờ áo bảo ơi. Nhà hàng xe bay ở đây con không người chín. Hoàng Văn Thấu nha kia. Đây là áo bảo là sổ sổ tăng thầy bay Tây Bắc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 nha. Tất cả những ai đấy. Siêu ơi, tí làm bài nhá. Siêu ơi. Tí em siêu cho hát đấy mọi người ạ. Em siêu hát này, em siêu hát này. Rất cảm rất là khỏe, giọng chất giọng của anh Nguyên đấy mọi người ạ. Cứ lâu rồi Nguyên em siêu hát này mai. Ở đây có anh nhảy ơi, anh nhảy đứng sau cả bầu ra nha. Áp áo bảo đứng gần bầu luôn anh. Đây, Hồng Diễm bên kia, đây Phạm Phúc luôn. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Tao làm sao mà nhớ bà, vợ của bạn được. Thì nhớ tặng đồng của nó thôi. Vãi. Đi họp tiếp nào. Anh em ơi, từ từ nhá, để thưởng nhạc nhá. Hai cái mốc nữa xem. Lung tung. Trời ơi, ai cũng kêu hay quá.
chồng anh sang chồng hơi. Dậy đi ông thần ơi. Nhậu nhẹt mấy ngày còn rồi nữa, về đi bắt ong đi. Ê, em ngủ. Ngủ chưa đấy? Hắn dù nữa. Ô, vừa ngủ mơ á. Anh cứ thấy mày hô rô 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 ầm ầm đấy. Ôi chết rồi. Anh tưởng mày bị làm sao giật cả mình. Mơ em đi khai trương nhà hàng Sapa TV. Ôi trời ơi. Ôi thế từ nãy là em đang mơ á? Anh thấy em cứ rô rô em. Ôi em mơ em gặp anh Hải Sapa TV. Gặp thầy Huấn Hoa Hồng, gặp anh Phú Lê, mới lại gặp anh Nguyễn Tất Thắng là thì đi mới lếm nhiều YouTuber, nó phải tầm 100 YouTuber anh ơi. Thôi ăn bánh đi rồi đi bắt ong đi. Rồi rồi, đây bánh đây. Ăn đi. Ông hóa là mơ à? Thế ông để em mơ xong đi đã, đang rô. Anh cứ thấy em rô mạnh quá, anh phải gọi anh giật cả mình. Ôi giời ơi. Ê hóa là mơ à? Anh còn quay làm gì nữa? Ôi giời ơi, chết rồi. Thì anh bảo quay lại không, chú lại bảo anh nói dối, chú cứ rô ầm ấy. Ôi chết rồi. Ê, ăn bánh xong anh tìm thấy tổ ong rồi chưa? Anh vừa xuống đây anh tìm thấy một tổ rồi, anh nên anh thấy em cứ rô, em cứ ngủ thôi. Ủa ôi, thấy một tổ rồi. Em ngủ đến một tiếng chưa? Khoảng tầm 45 phút rồi đấy. À ủa rồi, ngon. Thế bây giờ ăn bánh xong anh em mình đi bắt tổ đấy nhá. Ok, vào việc. Thôi, ok. Mình quay về bắt ong thôi. Thôi ơi, tắt đi đừng quay làm gì nữa. Tắt đi thế thì. Thôi được rồi. Người xấu hổ quá. Đây quay núi cho mọi người xem này, anh em mình đã lên đến đỉnh núi rồi nhưng mà những cái dư âm về anh Hải và anh Huấn Hoa Hồng rồi anh Hiệp Đen rồi mọi người nó vẫn còn trong ký ức của em bọn mình nhá. Nên em vẫn nhớ về cái anh cứ dồn liên tục mình phải gọi dậy. Thế quá ngại quá. Rồi, đấy, ok. Mọi người nhìn núi đây. Đấy bác nào muốn mua mật ong thì liên hệ anh em mình nhá. Đấy. Thôi anh em mình ăn trưa một. Mời mọi người ăn trưa với anh em mình nhá, xong bắt đầu anh em mình sẽ đi chinh phục cái tổ ong dưới kia anh Hải vừa tìm thấy mà không biết là có to hay không hay lại bằng cái nắm đấm mình chết. Ôi hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo nhá.